Ok, mến chào quý anh chị và con cô bác đã quay trở lại với kênh Lúa TV ha. Thì ngày mới chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình nha. Thì hôm nay Lúa có làm một số tiểu cảnh mà dạ các bạn để mà trưng trang trí Tết cơ quan các bạn ơi. Thì mình đã hoàn thành xong một cây, hai cây, ba cây nha các bạn. Chỉ một cây đào nha các bạn, ba cây mai và một cây đào. Thì đây là những cái vật dụng của mình như là mai dạ nè. Đây mình đã đặt trên Shopee hoặc Lazada các bạn. Thì mình đặt trong vòng 1-2 ngày là nó sẽ về đó. Thì đây là những cái mình đã trang trí lên cho cây mai của mình nó thêm đẹp thêm một chút ha, cho cái tiểu cảnh mình nó đẹp thêm chút đó. Thì hôm nay mình làm cũng đơn giản các bạn ơi, chỉ là một số tiểu cảnh nhỏ để mà trang trí trong cơ quan đó, như là mai với đào và những cái giờ tận dụng những cái vật dụng mà có năm rồi mình đã còn lại đó, mình trang trí luôn. Và đây bên đây là những cái mình đã trang trí xong đó. Rồi thì nói chung là mình khi mình quay mình không có quay một số cảnh mình trang trí, mình chỉ khi mà mình trang trí xong mình quay cho các bạn xem thôi. Thì đây là những cái thành quả mà mình đã đạt được đó, mình đã làm xong để mà ăn Tết năm 2022 nha cả nhà đó. Nếu cả nhà thấy thích và thấy những cái cành mai giả mình trang trí đẹp thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà.